bạn, đây là trụ sở. Đấy, đây là trụ sở nhá. Đây là trụ sở của Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng. Thì các bạn biết rồi đấy. Ở đây, tuy rằng nếu mà trong trụ sở Bộ Công an ấy, mới cả một phần. Đấy, bây giờ người ta tắt này. Mọi người vừa chỗ thành chỗ để xe rồi. Đấy, đây là thành chỗ để xe rồi nhá. Đấy. Thì mọi người phải nhớ rằng là đây là trụ sở, nhưng mà các bác sếp lớn không làm việc ở đây. Các sếp lớn đang làm việc ở trên Trần Bình Trọng, ngày xưa ở Y Kiêu. Các sếp lớn hiện tại bây giờ thì đang như thế nào, đang có những ai thì mình giới thiệu cho các bạn về bộ máy của chính quyền. Nhưng trước khi thì gặp có ông anh, ông rất là tốt tính. Ông làm trong công an, nhưng mà công an phường Mai Dịch, liên quan đến trật tự, làm bao năm rồi, nhưng liên quan đến hành trình đủ để quay phim chứ. Anh, em đi em quay đường. Em đi em quay đường. Nói chuyện, anh lại phải đứng đây à? Hôm nay lúc nào mới chạy nào họp à? Em tưởng nói chuyện bên kia ở 30 trường trọng. Đâu, họp ở đây. À họp, vâng. Em đi đây. Thì ở đây là cái trụ sở. Thì tất cả những cái hôm nay đấy thì các bậc sếp đang đi họp. Về đây đang đi họp. Đấy, quý vị nhớ là các sếp đang đi họp. Đấy. Thì thưa các bạn, hiện tại bây giờ ấy, thì nói rất rõ cho các bạn nhé. Dương béo nói lại một lần nữa thì đây trước mặt mình là Bộ Công an. Mà Dương nói cho các bạn biết thì hiện tại ở đây, ở 47 Phạm Văn Đồng ấy, thì Dương béo khẳng định với quý vị, nó không phải là nơi làm việc duy nhất của Bộ Công an, và là có một nơi làm việc nữa là trên Y Kiêu. Nhưng mà bây giờ Y Kiêu đang phá đi để xây lại trụ sở mới, thì bây giờ chuyển ra Trần Bình Trọng. Thì hôm nay ở Bộ Công an đang có họp, hiện tại bây giờ đang trong đấy đang họp. Đấy, thì hiện tại Bộ Công an thì ở đây là một trong những nơi người ta gọi rằng là gọi chi nhánh, gọi là ngoài Bắc ấy, nhưng mà chi Bắc phía Bắc. Thì có những trong Bộ Công an thì những người đứng đầu, thì trong đó có Đại tướng Tô Lâm, sinh năm 57, ông quê quán ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đấy, quý vị nhớ thế. Đấy, trong đó đến thứ hai là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, sinh năm 1962. Đấy, ai biết về ông rồi, ông là một trong những người em ruột của cố Đại tướng Trần Đại Quang, chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đấy. Và người thứ ba là Thượng tướng, ông sinh năm 1962 nhé, ông Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang thì sinh năm 1965. Đấy. Nhưng mà 65. Còn anh Nguyễn Duy Ngọc thì sinh năm 1964. Đấy. Còn ông Lê Quốc Hùng thì là một trong những người miền Trung, quê gốc Huế, sinh năm 1966. Thì là cũng là thứ trưởng. Và thiếu tướng Lê Văn Tuyến thì sinh năm 1973, dân tộc Kinh, quê huyện Hưng Hòa, thành phố Hà Nội. Đấy, cũng là thứ trưởng ấy, thiếu tướng. Và một người nữa là thiếu tướng Nguyễn Văn Long, sinh năm 1974, là huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đấy là những cái gì mà hiện tại bây giờ nó là như vậy. Thì nhân tiện hôm nay đi quay phố phường thì Dương làm một cái video bí mật nhỏ nhỏ này. Đấy, để quý vị thấy được cái tất cả những cái sự thật. Đây. Và đây là toàn cảnh những cái gì mà ở đây sẽ xây một cái chung cư rất là đẹp trước mặt. Còn đây. Đấy, đây là tòa nhà Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng. Đấy, nơi mà rất nhiều cục đang làm việc. Nếu mà các bạn mong muốn thì mình sẽ chỉ cho các bạn, mình sẽ nói rõ cho các bạn là hiện tại bây giờ ở đây có cục nào đang làm việc ở đây, cục nào đang làm việc. Nói chung thường là ít làm việc ở đây rất là nhiều. Đấy. Đấy, đại khái là như vậy. Đấy. Nên là ABC đấy. Thì nếu mà ngày mai rồi thì mình lại làm một cái video đấy cho các bạn. Mỗi video là ngắn ngắn thôi để cho quý vị theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây, mình là Dương. Hiện tại đang đứng ở phía bên cạnh của Bộ Công an. Đấy, xin chào và hẹn lại quý vị trong những bài nói chuyện sau về những cái bí mật liên quan đến lực lượng vũ trang, cũng như liên quan đến những cái gì mà hiện tại bây giờ họ thay đổi như thế nào, vân vân, để cho khán giả chúng ta được biết và làm rõ. Vì đây là những thông tin công khai thôi, những cái bí mật này là vì nhiều người không quan tâm thì thành ra không thể biết được. Dương xin chào và hẹn lại quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.